Trước đó vào ngày 13 tháng 11 năm 2023, Công an quận Hà Đông nhận được tin trình báo của một người dân ở phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông về việc dạng sáng cùng ngày, cửa hàng điện thoại của người này bị kẻ gian cắt phá khóa cửa và đột nhập trộm cắp. Tài sản bị trộm cắp gồm 15 điện thoại di động iPhone, 2 đồng hồ Apple Watch, 1 đồng hồ Seven Friday, 1 tai nghe Airpods, 1 loa Harman Kardon, 1 cây máy tính và 1 camera Evit màu trắng treo trên tường, tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Xác định được tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng để điều tra, bắt giữ đối tượng phạm tội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19 tháng 11 năm 2023, Công an quận Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ hai đối tượng liên quan là Nguyễn Võ Hải sinh năm 1993, trú tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội và vợ là Nguyễn Thị Phương Anh sinh năm 1995. Qua xác minh, Nguyễn Võ Hải đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và ra tù vào tháng 6 năm 2022.